Thưa bà con và các bạn, khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn sinh cảnh đất ngập nước ven biển, bảo tồn nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài chim nước. Trong đó đặc biệt là một số loài chim quý hiếm cần được bảo vệ. Các loài chim nước là một trong những đối tượng được quan tâm nhất về nghiên cứu đa dạng sinh học tại đây, do sự cư trú với số lượng lớn và sự hiện diện của một số loài quý hiếm đang bị đe dọa toàn cầu, đã và đang được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại đây vẫn còn nhiều khó khăn. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quyết định này sẽ có tác động rất lớn đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn chim Bạc Liêu. Khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu nằm trên địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, được phê duyệt theo quyết định số 1976 ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định số 1055 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu và ấp Canh Điền đến năm 2020, và quyết định số 1655 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 18 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây là khu bảo tồn có tính đa dạng sinh học rất phong phú, với nhiều loài động thực vật đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn Nam Bộ, có ý nghĩa và tầm quan trọng về cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học và là điểm lý tưởng để du khách đến tham quan, hưởng thụ môi trường quý báu của thiên nhiên. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu, thời gian qua, các ngành các cấp đặc biệt quan tâm đầu tư cho công tác bảo tồn và phát triển vườn chim Bạc Liêu nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, đồng thời từng bước gắn với phát triển du lịch sinh thái, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 ngày 24 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về đẩy mạnh phát triển du lịch. Theo kết quả điều tra đa dạng sinh học năm 2011 của Viện Sinh thái học miền Nam ghi nhận, khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu là nơi cư trú của khoảng 60.000 cá thể, bao gồm trên 100 loài chim thuộc 33 họ và 11 bộ, trong đó có 77 loài chim bụi, 27 loài chim nước như cò, diệc, dạc, còng cập quấm đen, le le và nhiều loài chim khác. Đặc biệt, tại vườn chim Bạc Liêu có 9 loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới được ưu tiên bảo vệ như bồ nông, điên điển, cò lào Ấn Độ, cốc đế, quấm đầu đen, đuôi cục bụng đỏ. Quần thể chim hoang dã ở vườn chim Bạc Liêu có số lượng cá thể rất cao, bao gồm cả một loài sắp bị tuyệt chủng trên toàn cầu. Trong những năm qua, để giữ được số lượng chim trong mùa nắng hạn và phòng chống cháy rừng trong mùa khô, Ban quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu đã nạo vét kênh bao bọc xung quanh và đào hồ chứa nước ở bìa rừng dưới ao thả nuôi tôm cá nhằm tạo nguồn thức ăn cho các loài chim. Bởi thế, môi trường tự nhiên nơi đây được phục hồi, quần thể chim hội tụ đông dần lên, chúng sinh sôi nảy nở, giúp cho vườn chim Bạc Liêu ngày thêm nhộn nhịp cùng sự có mặt của hàng chục loài động vật khác. Bên cạnh đó, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy luôn được Ban quản lý vườn chim tăng cường nhằm bảo vệ nghiêm ngặt, ngăn chặn tình trạng xâm nhập, chặt phá cây rừng, săn bắt động vật rừng và chim hoang dã. Nhận thức được tầm quan trọng của vườn chim, thời gian qua, chính quyền địa phương, Ban quản lý vườn chim đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là người dân sống ở khu vực vùng đệm xung quanh vườn chim, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, không săn bắt động vật hoang dã, không chặt cây đốt lửa gây hại cho rừng. Nhờ sự tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là người dân sống gần vùng đệm vườn chim Bạc Liêu, mà ý thức về bảo vệ rừng và bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học được nâng lên rõ nét. Biết là tôi là người dân sống ở xung quanh khu vực vườn chim và vùng đệm, thì chúng tôi đã sắm từ năm 91 đến nay. Nói chung thì hồi trước thì chúng tôi là dân ở thì cũng không dày lắm mấy, nhưng mà cũng khu an ninh thì cũng tương đối tốt. Nhưng gần đây thì nhờ sự là quan tâm của chính quyền địa phương
cũng như là ban quản lý vườn chim cũng là thường xuyên tới lui với dân chúng tôi để mà thăm hỏi rồi động viên chúng tôi là phòng tránh những cái mà đốt cháy để mà mình bảo tồn vườn chim mùa khô cũng như mùa mưa thì là chúng tôi là cũng có cắt cây cỏ đồ dọn dẹp rồi cũng có nơi có chỗ rồi là tận dụng những cái đó để mà mình đốt làm phân thì đốt ngoài khu vực chứ không có trong vườn chim. Thì đó thì cũng được sự ý thức của bà con rồi chứ nên mấy chung giờ thì bà con giờ cũng có cái ý thức rất cao. Đó là do cái ban quản lý vườn chim là vận động tôi thì người dân mà sống thì nó ngay cũng bằng ăn rồi bằng ăn thôi chứ không có ai mà săn bắt phá phấy gì trong vườn chim chứ. Mình nói đây thì bây giờ được sự quan tâm của vườn chim thì nó ngay cũng có giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Nó tinh thần, vật chất, trong đó có vật chất cũng như tập dở hàng năm rồi quà cáp những hộ khó khăn nghèo thoát nghèo rồi cận nghèo. Đó là cái đó là rất quan trọng đối với chúng tôi là bởi vì chúng tôi này nói chung bà con tôi là rất quan tâm cái trường hợp đó mà cùng nhau để bảo tồn vườn chim mình, cái vườn chim mình rất quý hiếm. Về cũng sống đây cũng hơi lâu với vườn chim. Rồi quản lý vườn chim cũng có cái chương trình vận động rồi cô bác ở xóm gần hàng xóm rồi nói chung là phòng cháy chữa cháy không có dùng tới để mà săn bắt khu vô bảo tồn của mình thì mình cũng cần bảo quản tiếp bên khu quản lý nữa. Theo ban quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu, vườn chim có diện tích gần 130 hectare, thì rừng chà là nguyên sinh đã chiếm đến 70%. Đây là khu rừng chà là nguyên sinh lớn nhất cả nước và là một môi trường thiên nhiên kỳ thú với những giá trị về mặt tài nguyên đa dạng sinh học, là khu bảo tồn có giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học. Vườn chim Bạc Liêu được công nhận là khu bảo tồn loài sinh cảnh quốc gia, một khu rừng nguyên sinh giữa lòng thành phố duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện tốt việc bảo tồn đa dạng sinh học của vườn chim, ban quản lý vườn chim thường xuyên theo dõi diễn biến của hệ sinh thái tại đây, đề ra nhiều biện pháp bảo tồn sự ổn định và phát triển của các quần thể sinh vật. Trong thời gian qua, ban quản lý vườn chim chủ động phối hợp với các ngành các cấp và đặc biệt là phối hợp với chính quyền cơ sở tại địa phương để thực hiện nhiều giải pháp, đưa ra nhiều giải pháp đạt mang lại hiệu quả. Thứ nhất là về tăng cường và nâng cao cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho có sự tham gia của cộng đồng dân cư khu vực xung quanh khu bảo tồn vườn chim Bạc Liêu. Trong đó thì với sự tham gia tích cực của các hộ dân cư ở khu vực gian khu rừng đặc vườn chim Bạc Liêu, ý thức của người dân sẽ được ngày càng được nâng lên và ủng hộ tham gia cùng ban quản lý vườn chim thực hiện công tác bảo tồn và chính họ cũng là hạt nhân để mà làm lan tỏa sâu rộng trong người thân của mình để cùng có trách nhiệm để tham gia trong công tác bảo tồn. Trong cái công tác tuyên truyền giáo dục thì người dân ngày càng ý thức và họ cũng tự mình có cái những cái cam kết và cùng với ban quản lý vườn chim thực hiện cái cam kết là không có các cái hoạt động săn bắt động vật rừng cũng như là lấn chiếm đất rừng hoặc là có những cái hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi đến công tác bảo tồn. Thứ hai là nâng cao cái hiệu quả cái công tác mà quản lý bảo vệ rừng có sự tham gia của cộng đồng dân cư. Và công tác quản lý bảo vệ rừng được sự ủng hộ của cộng đồng dân cư và chính quyền cơ sở tại địa phương để mà thành lập những cái tổ quản lý bảo vệ rừng trên cộng đồng dân cư. Thì những cái tổ này hoạt động phối hợp thường xuyên với ban quản lý vườn chim và song song đó thì cũng xây dựng những cái điểm cung cấp thông tin để mà phát hiện kịp thời và cung cấp thông tin những cái hành vi vi phạm đến công tác bảo tồn. Thứ ba là về cái công tác phát triển du lịch sinh thái thì để có sự tham gia của cộng đồng
công tác bảo tồn kết hợp với du lịch sinh thái là một cái nhiệm vụ và cái công việc mà thực hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì thời gian qua thì công tác phát triển du lịch sinh thái được sự tham gia rất nhiều của bà con. Trong đó thì cũng có tham gia các cái hoạt động truyền thống dân gian tại địa phương, đồng thời là các cái hoạt động về công tác phát triển du lịch sinh thái cũng được người dân đến ủng hộ, và người dân cũng thường đến đây để mà vui chơi giải trí, hoặc là con em của các hộ dân cư sống gần khu bảo tồn đến học tập nghiên cứu cũng như là các cái hoạt động vui chơi tại khu bảo tồn. Hệ thực vật tại khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu rất đa dạng và phong phú, với trên 150 loài thực vật đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực Nam Bộ. Trong đó có một số loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và có nhiều loài thảo dược rất có giá trị. Để bảo tồn nguồn tài nguyên thực vật, Ban Quản lý khu bảo tồn vườn chim Bạc Liêu thực hiện nhiều giải pháp lâm sinh về vệ sinh rừng, chăm sóc các loại cây rừng, tỉa thưa làm giàu rừng. Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học thì chúng ta cần phải thực hiện tốt một số cái giải pháp. Thứ nhất là điều tra giám sát về thành phần các loài chim và số lượng cá thể của từng cái loài chim, đặc biệt là những cái loài chim quý hiếm, thì công tác này thì được đơn vị triển khai thường xuyên hàng tháng để ghi nhận những cái số liệu cá thể của từng loài chim để tạo cái cơ sở về đa dạng sinh học. Từ đó thì đưa ra những cái giải pháp về quản lý và bảo tồn mới được bền vững. Thì giải pháp thứ hai, lý tốt cái nguồn nước thì tạo nguồn thức ăn dự trữ cho các cái loài chim. Thì đây chúng ta tiến hành thả các cái nguồn cá giống ở trong các ao hồ tại khu vực nhằm tạo cái nguồn thức ăn đảm bảo cho các cái loài chim đang cư trú và sinh sản tại đây. Thì thường xuyên nạo vét các cái kênh mương để cho nó thông thoáng và điều chỉnh hợp lý cái việc cấp thoát nước để hạn chế cái việc mà ô nhiễm nguồn nước trong toàn khu vực. Và cái giải pháp thứ ba là tái cấu trúc sinh cảnh rừng. Thì chúng ta tiến hành cải tạo sinh cảnh rừng và điều chỉnh cái mật độ hợp lý để tạo không gian dinh dưỡng cho cây rừng phát triển, và trồng bổ sung những cái loài cây mà nó thích nghi với bản địa đó để tạo ra những cái sinh cảnh rừng và cho nó khác nhau. Để mà đồng thời thì chúng ta phải tiến hành loại bỏ dần những cái loài cây ngoại lai. Đây là một cái giải pháp rất là quan trọng để mà thu hút các loài chim về đây cư trú và sinh sản. Thì chúng ta cũng thực hiện một cái vườn ươm tại chỗ để tạo ra cái nguồn cây giống phục vụ cho công tác bảo tồn và khôi phục phát triển rừng. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung là bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn các nguồn gen tự nhiên nguy cấp, quý hiếm, các nguồn gen cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao của tỉnh, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, duy trì và phát triển các hệ sinh thái nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh. Mục tiêu quy hoạch của tỉnh Bạc Liêu định hướng đến năm 2030 đó là nâng cấp khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu và khu bảo tồn loài và sinh cảnh ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải thành khu bảo tồn cấp quốc gia. Điều này sẽ có tác động rất lớn, góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu ngày càng bền vững hơn. Thưa bà con và các bạn, chuyên mục khuyến nông kỳ này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.